Chào tất cả anh em. Hiện tại anh em Nga Sơn đang ở bên Hậu Lộc. Và đây là một tác phẩm hoa giấy rất là đẹp. Chủ nhân là ai nhỉ anh nhỉ? Để đọc xem nào. Nguyễn Văn Tình. Hậu Lộc. Cũng của Hậu Lộc. Cái này của anh Tình Hậu Lộc. Anh làm tay giấy rất là đẹp. Và đây là một số cây xanh cổ. Và anh Cường Hoàng Hóa, cây xanh dáng trực à? Lần này về rất nhiều tác phẩm đẹp anh nhỉ? Này nó vẫn là con long. Bộ ngoài đây của tay nào? Su hiệu để cây trực linh chi lên. Không phải bộ ba ở đây nữa này. Tôi đoán là đây là một cái này đang còn non nhưng mà nhìn cũng rất đẹp này anh yêu ơi. Chủ nhân đâu anh ơi? Hồng Hóa lần này cũng lụa đấy. Hóa đẹp. Một tác phẩm song thụ của câu lạc bộ Hoàng Long do anh Đinh Văn Nhân. Số điện thoại 0949 272 888. Cây chắc để chơi rồi. Số điện thoại đẹp như thế này rất là rẻ. Chào đồng chí Vi. Xin chào anh Vi nhá. Anh Vi chuyên về cây công trình, người rất nổi tiếng của huyện Kim Sơn. Anh có mang số cây về dự triển lãm nhỉ? À, em không ạ. Rồi, tiếc quá. Vườn anh Vi cũng sở hữu một số tác phẩm rất là đẹp. Anh em có dịp thì ghé về huyện Kim Sơn hỏi thăm địa chỉ thì rõ hơn. Cái xe cúp độc lập của anh Đệ đấy. Anh Đệ cũng đang đánh giá rất cao bên này.
Lần này tổ chức quy mô nhà anh Vi nhỉ? Vâng. Tổ chức rất đẹp, sạch sẽ. Đây có một số nhà và vườn Huy Toàn này cũng mang về dự đấy. Thành Quán Toàn đấy. Xin thông báo là anh em là đúng 9 giờ sáng mai tại nhà thi đấu thể dục thể thao huyện Hoàng Hóa sẽ tổ chức buổi khai mạc rất là hoành tráng, có 102. Mời anh em chơi cây về dự với hội. Thêm phần long trọng. Và đây là một tác phẩm của nghệ nhân Nguyên, câu lạc bộ Hậu Lộc. Câu lạc bộ 3 triệu đang về dự. Và theo ghi nhận của tôi thì cây này trước cũng là quyền sở hữu của anh Hiệu, chuyển sang nhượng lại cho anh em chơi. Cây này cây một tác phẩm xanh rất là đẹp. Vì sao tôi vào nhóm Phúc ông đến vừa rồi ông giặt mới nói là cây nhà tôi mượn cái nhà trường mỗi lần đại hội là tôi mới mượn đôi đấy đấy. Một tác phẩm mini rất là quái. Anh đệ mang về dự triển lãm với hội. Cây cũng rất là già. Đèn thân của mình là mới bằng này thôi này. Đây này. Y như cây ông đệ. Một cây ông đệ mình đã đóng ở dưới đây. Đóng ông đệ, để đóng dài luôn. Và vòng xanh nằm liền. Còn cây đây nó có những chân bấu này, chân rồng này, bấu đẹp. Hiện tại cũng đang có các đoàn đang mang cây về triển lãm. Vì ngày mai là ngày khai mạc rồi. Chào anh Đại nhá. Chào em. Ôi, một người rất nổi tiếng của Hậu Lộc. Vừa tới à? Em vừa tới. Đây em này, quay vào đây này. Anh Đại mang 6 tác phẩm về dự với hội à? Anh mang mấy tác phẩm thôi. Đâu, đây tác phẩm anh đúng không? Đây của Bùi Văn Đề. Bùi Văn Đề à? Anh. Con đi con ron để đẹp. Đâu? Ôi. Để... Xin chào anh em nhá. Đây là một đôi tác phẩm của anh Đại. Anh mang về mấy tác phẩm nhỉ anh nhỉ? Anh mang hai. Hai tác phẩm chính đúng không? Đây mời chú, hai tác phẩm chính. Còn mấy tác phẩm phụ bên trong? Rất nhiều tác phẩm đẹp anh Đại mang về. Đây là đôi cây mà anh Đại rất tâm đắc. Quá, nổi hết hoa rồi. Cây già quá. Già, chúng ta phải nổi hết. Cái này mà có nước thì... Chiều qua em cũng qua mà. Anh thấy rồi, anh thấy video chút rồi. Video nhưng mà bị mất mất với hai video. Em quá. Về thằng em nó nghịch. Cho ý kiến tác phẩm này cả. Con này thì đẹp rồi. Cây già đúng không? Cái chậu hơi to thì nên hơi nhỏ đúng không? Nhỏ. Đều.
Đây là đoàn Hậu Lộc. Hai anh có bắt tay thì bắt tay luôn đi. Cái này nãy em cũng đọc số điện thoại rồi. Đây. Một trong hai những người rất nổi tiếng này, hai anh rất nổi tiếng của Nga Sơn và Hậu Lộc. Anh Tuyến và anh Hiệu. Rất khiêm tốn. Bể nó tự nhiên, bể tự nhiên nhưng nó có những điểm nhấn của tự nhiên. Hai cái tự nhiên hiểu ạ. Bể nó đều. Xin thông báo với anh em là một ngày gần nhất là kênh Bonsai Chính Hiệu sẽ được phát sóng, mong anh em ủng hộ. Ấn vào theo dõi để ta cùng có những tác phẩm đẹp mà anh Chính Hiệu sẽ truyền tải tới anh em. Một trong những người hai anh luôn thích chơi cây cổ đây. Anh em đang bình luận rất sôi nổi của cây anh Huy Thành, nhà vườn Thành Quán Toan. Anh cày nó cũng lên em các cái đường này đã giật hết lại. Cái này là bứng ra nó đầy tân cổ cắt bớt cái đường giữa đi. Thì cũng là giật giật chứ mà giật bây giờ thì đây nó đầy đây là cắt trước đề này nó đầy nó có này. Anh nào cắt đây vuông để cao này. Đây là cắt bớt đây cũng có thế thôi. Đây là cắt bớt đây. Cái đây là giật. 5 tháng nó lên nó vậy đấy chú ạ. Đây là giật hết này. Năm tháng nó lên nó vậy đấy chú ạ. Đây là giật hết này. Cắt các nhánh cây gì. Cắt nhánh. Cắt chuyển. Đây là giật hết. Lâu năm nó vậy.